Vâng, xin được chào mừng anh em đã đến với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Vâng, thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh em và đã yêu quý và ủng hộ giúp em suốt những thời gian qua để cho em có được động lực và làm được nhiều những cái video hay cũng như là bán được nhiều những sản phẩm chất lượng gửi đến cho anh em trên toàn nước. Đó thì xin được cảm ơn tất cả anh em. Thì cái lô hàng này và cũng rất nhiều những model Pioneer hay và độc như là đẹp. Thì hôm nay cái clip này em sẽ gửi đến cho anh em một trong những cặp có thể nói là đẹp nhất trong lô hàng và nguyên tình trạng bãi để cho anh em được có thể chứng kiến được là đôi loa sau 50 năm sử dụng nó còn lại những gì. Đó. Thì đây là một cặp loa Pioneer Set 99A màng FB đẹp nhất em đã từng bán. Em đã từng được sở hữu. Đấy, thì em đã từng bán những cặp thùng xốp rồi, em đã bán được 2-3 cặp thùng xốp rồi, đó thùng xốp xịn, về cũng bán rất nhiều những đôi 99A FB ra ngoài thị trường rồi, nhưng chưa từng gặp một cặp loa nào đẹp như cặp loa này. Anh em khoan hãy nhìn về hình thức bên ngoài, đó khi em chưa mở cái găng ra, thì đây là những cái gì còn lại sau 50 năm sử dụng của một đôi loa Pioneer Set 99A màng FB hàng xuất Mỹ, đó. Thì em cứ lướt sơ qua để anh em có thể nhìn được cái hình thức. Thì em đã nói rồi, đây là vỏ bãi zin toàn bộ. Đó, nó còn lại những gì? Anh em có thể nhìn thấy những cái cấn vết rất nhỏ thôi. Nhưng góc cạnh thì tuyệt đẹp. Đó. Và cặp loa này, vì sao lại nói là đẹp nhất trong những cặp? Thì lát nữa em mở căng ra thì anh em mới hiểu được. Tuyến loa. Đây, còn đây là tình trạng vỏ. Đây là tình trạng vỏ, vỏ zin, vỏ bãi. Đó. Vân mộc. Vì em biết rất nhiều những em thích chơi đồ mộc nên em để cặp loa này và thực sự là nó vỏ mộc rất là đẹp. Đây em phải nhìn vân hai bên, mặc dù là 50 năm sử dụng thì màu nó đã tối đi rồi, nếu sờ ba thì chắc chắn nó sẽ đẹp, nhưng em không sờ ba đó và để nguyên để quay cũng như là bán trực tiếp cho anh em thích hàng mộc này luôn, vì mộc nó cũng có cái độ chất mộc của nó. Vì sao tất cả những cái vân này nếu anh em sờ ba lại nó sẽ bị mờ đi, nó sẽ không còn cái độ nét như cái hàng mà người ta xuất xưởng nữa. Đấy, đấy là vì sao. Đây em quay thì rất là chi tiết những cái góc cạnh cũng như là cái độ cấn vết của loa thì không tránh được rồi, vì đây là hàng bãi. Đó, anh em tổng thể nhá, một lượt xung quanh. Còn đâu góc cạnh thành quách thì đánh giá loa này phải 90% rồi anh em. Tem mác này, số seri dập vẫn còn này. Đó, tem pad màu vàng này, anh em có thể nhìn thấy cả hai bên này đều còn này. Còn cọc loa nhá, cọc loa thì như mới luôn. Anh em nhìn cọc loa này, Pioneer Set hãng có đề là Pioneer Set 99A. Input là một mắc của nó là 100W và trở kháng là 8 ohm. Những cái này thì anh em chơi nhiều về dòng này thì đã biết rồi. Nhưng anh em chủ yếu là nhìn cho em về cái độ mới từ những cái linh kiện rất nhỏ thôi. Và cặp này chỉ về lau mỗi bụi thôi mà nó đẹp như này rồi. Đấy, thế là vì sao? Thậm chí nhá, những cái chân đế phía dưới này nó có những cái chân đế lót nó có những chân đế lót bằng cao su, tức là dán vào đế thì nó vẫn còn. Đấy, nên là gần như là nó còn nguyên bản toàn bộ. Thứ hai là anh em để ý cho em phần ế căng. Ế căng cặp này thì với cái màu xanh lục quân. Đây là màu xanh lục, nó không phải màu xanh tươi, màu xanh lục. Và ê căng thì nguyên bản, bụi, mọi thứ em đã vệ sinh qua thì nó còn nguyên chất mộc và nó còn rất là đẹp. Này anh em thể nhìn thấy này. Đây là một trong những cặp loa thì nó nhuốm màu thời gian và nó có độ chất riêng của nó. Nên vì sao em lại quyết định là giữ nguyên và không động chạm, không tức là không sờ ba cái gì cả. Đó, bãi về như nào thì gửi đến cho anh em clip này luôn. Đấy, để anh em biết. Anh em thì nhìn thấy ê căng này. Không một vết rách nhá, không thiếu một mắt nhá. Tuyệt đẹp. Ê căng là linh hồn rồi, thế nên là anh em cứ nhìn kỹ vào cái ê căng này đi. Nó rất là đẹp. Còn đây, em sẽ mở căng ra. Một đôi loa rất tính luôn. Hàng này em phải nói là nó phải là gọi là hàng lưu kho và quên không sử dụng thì đúng hơn. Vì
nó quá mới, nó quá mới anh em ạ. Đây tổng thể đi anh em, ngắm tổng thể một cặp loa Pioneer CS99A màng FB trung mộc đời đầu, đẹp. Có thể nói là em chưa từng gặp một cặp nào đẹp như cặp này, mặc dù em bán rất nhiều những cặp đẹp ra thị trường rồi. Đó, xuất sắc. Sử dụng trung bình một bát 40 gân vải, một loa trung cao và một loa trung trầm, một loa tép kèn và hai loa siêu tép. Đấy là tổng thể những cái đường tiếng của Pioneer CS99A sử dụng. Đó thì trung mộc là một trong những đời được anh em săn đón nhiều nhất, và nó cũng là đánh dấu mốc, một cái mốc lịch sử khi mà trung mộc này được thị trường Việt Nam biết đến vào những năm 1975, đời đầu tiên mà lính Mỹ người ta xách những đôi loa 99A màng FB này sang thị trường Việt Nam để nghe thì mình mới biết đến sản phẩm này. Đó, anh em nhìn tập trung này yêu như này cơ mà. Đó, hàng zin, hàng đẹp và hàng mới nó phải như thế này. Trung mộc là một trung quý nhất, và thứ hai là đây là một cặp loa thậm chí còn ốc còn chưa có dấu hết vết của sự mở ra luôn. Đây anh em phải nhìn này, tất cả những con ốc này luôn em bao cho anh em từ chân ốc luôn nhá. Đây vì sao em bảo nó mới. Kèn này, tép này. Đấy, đấy mới gọi là zin, và đấy mới gọi là nếu mà em sờ ba thì chắc chắn em sẽ phải mở ốc, nhưng em không sờ ba. Đấy là vì sao em giữ lại cái này, để cho anh em biết được chất lượng hàng nó như thế nào. Nếu sờ ba thì chắc chắn là em sẽ tháo tất cả cái driver này ra, thì chỉ gửi mỗi thùng đi để cho người ta thợ người ta làm thôi, để không bị chọc vào những cái đường tiếng của mình, không nó hỏng loa. Đó, còn đâu thì để mộc như này và về em cắm vào test hát luôn, tất cả các đường tiếng đều hát hết thì nó là hoàn hảo và giữ cho anh em toàn bộ những cái chân ốc zin luôn. Đấy, anh em có thể nhìn lại chi tiết một lần nữa cặp loa Pioneer CS99A màng FB trung mộc, thùng mộc, zin đến đẹp đến 90%. Đẹp quá, cái màu mộc này, cái màu da này không hề có cấn vết luôn, chữ FB dập này. Thị trường bây giờ đã có hàng FB dập rồi, nhưng mà khẳng định với anh em một điều là nó không thể nét bằng hàng xịn được đâu, vì đây nó làm vàng, đây là vàng tấm được khắc lên trên, được triện lên trên tất cả các cái màng FB của loa dòng Pioneer hàng cao cấp này, và nó rất là sắc nét. Đấy, nên là không thể làm được cái này đâu anh em. Gần này quá căng luôn. Cặp này mà anh em thở tháo ra thì khẳng định anh em từ cái lớp mút rồi đến tuyến loa bên trong nó còn mới cứng cựa luôn. Nếu anh em muốn biết được giá trị đích thực của nó thì cứ tháo bên trong ra thôi, anh em được quyền tháo, còn em thì em không dám động. Đấy, anh em cứ tháo ra, tháo mỗi bát ra thôi, để anh em có thể chiêm ngưỡng và đánh giá được cái độ mới của cặp loa này. Còn đâu đã tin tưởng số em và nhìn những cái chân ốc này thì anh em có thể mua ngay được sản phẩm này rồi và không cần phải động chạm gì cả. Đấy, ok anh em, tem mát nhá, xuất sắc. Ok, em sẽ test một đoạn nhạc để anh em có thể nghe và trải nghiệm cùng em cặp loa Pioneer CS99A. Cặp này đúng chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi, có lẽ thùng xốp thì nó xứng đáng với cặp loa này hơn, nhưng mà thật tiếc là cặp loa này là không còn thùng xốp đó. Ok anh em, bạn cũ gặp nhau đi mấy lần rồi.
Cặp loa Pioneer Set 99A màng FB đẹp xuất sắc như này, trùng mộc và để nguyên thùng mộc cho anh em. Em nếu yêu thích hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Và với cặp loa xuất sắc như này, giá thì cũng xin báo anh em là trên 50 triệu. Nó và thực sự nó không có nhiều trên thị trường đâu. Thế anh em hãy cân nhắc với cái độ nguyên bản của cặp loa này cũng như là độ đẹp thì hãy liên hệ với em để đặt hàng. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và xin chào gặp lại vào những video sắp tới.